Quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một trải nghiệm thật là vui vẻ và thú vị. Và các bạn đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Quý vị thân mến, trong cuộc sống chúng ta thì có muôn vàng điều kỳ lạ và thú vị mà chúng ta không thể nào khám phá ra hết. Vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn có trong chuyên mục chuyện lạ quanh ta. Mời các bạn cùng theo dõi. Lão Ngư bắt được con cá 2 mét tưởng đã tuyệt chủng, chỉ bong bóng cá cũng bán được hai lượng vàng rồng. Quý vị thân mến, người ngư dân bắt được con cá này là ông Huỳnh Văn Được, ngụ huyện Nam Căng, tỉnh Cà Mau. Ông Được cho biết tối 9 tháng 8 khi ra thăm đáy hàng khơi, loại bắt cá tôm bằng lưới trên sông Hàng Vịnh, huyện Nam Căng, ông và người làm công cho gia đình bất ngờ phát hiện trong lưới có con cá đường dài gần 2 mét, nặng hơn 30 km, Ông được cùng một người nữa vội đưa con cá lên thuyền rồi chạy vào bờ, do cá yếu nên ông được phải dùng nước đá để bảo quản. Qua quan sát, con cá có bụng to màu trắng bạc ông ánh rất đẹp mắt. Được biết thông tin ông được bắt được con cá đường khủng thì nhiều người đến hỏi mua. Sáng ngày 10 tháng 8, ông được đã bán con cá này cho một thương lái với giá 40 triệu đồng. Theo nhiều ngư dân có kinh nghiệm đánh bắt ở địa phương, cá đường thường sống ở vùng biển có độ sâu hơn 30 mét trở lên. Hơn chục năm nay, loài cá này không xuất hiện ở vùng biển Cà Mau, có thể do gần đây mưa dông lớn, biển động nên cá dạt vào các cửa biển. Nhưng mấy mươi năm trước, loài cá này vẫn thường tập trung thành từng đàn, tạo ra cụm từ hội cá đường trong quá khứ của ông cha vùng cực Nam Tổ quốc. Vào thập niên 1980, Cà Mau trộn lên những mùa cá đường, Thời gian đó cứ vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 âm lịch hàng năm, từng đàn cá đường từ ngoài khơi xa lại rủ nhau kéo về các vùng cửa biển để họp chợ tình. Đặc biệt một điều là cứ đến đúng ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, từ đại dương bao la, bầy cá đường kéo về quần tụ hàng trăm ngàn con trên bãi Khai Long gần chót mũi Cà Mau. Chỉ một ngày thôi rồi tất cả biến mất. Trong ngày này, cư dân Cà Mau tha hộ bắt cá để mổ bụng lấy bong bóng bán cho Hoa Kiều, trong khi sát cá thả kính một vùng biển rộng. Những ngày hội cá đường cuối cùng trên biển Khai Long diễn ra vào ngày 10 tháng 3 năm 1983 đến nay không còn nữa. Hồi đó cá đường ăn không hết, bán cũng không kịp, người ta phơi khô làm mắm nhưng vẫn còn nhiều quá phải đổ cá thành đống cho thối rồi trộn tro làm phân bón cho màu cây thuốc lá. Sau năm 1980 do khai thác và ô nhiễm môi trường làm giảm số lượng rõ rệt, bây giờ ở vùng mũi Cà Mau người ta không thể tìm thấy tăm hơi con cá đường nào dù chỉ bằng ngón tay cái việc tận diệt cá đường cùng với nghề cao cạn càng quét thêm biển tự nhiên vùng đất mũi đã làm cho cá đường bỏ đi không về chốn cũ cá đường có tên khoa học là otolithos biorithos là loài cá lớn nhất trong họ cá đù mỏm nhọn miệng rộng hàm dưới đạt tới quá phía sau mắt răng khỏe ở cả hai hàm không có răng nanh bóng hơi hình của cà rốt với một đôi nhánh phụ chạy từ phía sau lên phía trước vây đuôi nhọn đường biên chạy đến tận cùng của vây đuôi phần đầu và lưng cá màu xanh xám bên hông màu vàng vàng da cam nhạt hơn ở bụng đường biên màu vàng các vây lẻ và bụng màu nâu vàng đến vàng da cam nhạt vây ngực màu nâu có chấm đen ở gốc cá đường có màu trắng thịt rất ngon thịt cá đường ngon không thua kém cá bớp hay cá gúm làm khô cũng ngon thịt cá đường tươi nhất là phần đầu cá đem nấu canh chua với trái bần thì không gì sánh bằng còn trứng cá đường mà làm mắm thì chẳng có thứ mắm nào ngon bằng Đặc biệt, bông bóng cá đường được cho là được chế tạo thành chỉ khâu dùng trong y học như cá sủ vàng. Ngoài việc chế ra các loại thuốc quý, nếu chế biến đúng cách thì ăn bông bóng đường rất là bổ. Người ta cho rằng bông bóng cá đường có tác dụng tăng bản lĩnh đàn ông và bồi bội sức khỏe cho cơ thể, bổ thận ít tinh dưỡng sức khỏe. Vì vậy, thương lái thường dùng vàng để đổi bông bóng cá đường của người dân. Được biết, việc buôn bán bông bóng cá đường vốn trước phát triển ở Cà Mau vào những năm 1980 trước mùa hội cá đường hàng năm, thương lái từ Quảng Đông, từ đảo Hải Nam Trung Quốc lại dông thuyền đến cửa biển sông Đốc để đón mua bong bóng cá đường. Khi đó, nhiều cư dân vùng biển Cà Mau cũng không biết bong bóng cá đường có tác dụng gì, cách chế biến món ăn ra sao, chỉ biết rằng sau khi khai thác ngâm muối, làm sạch phơi khô, cán thẳng, thì chỉ có người Hoa là khách hàng thu mua loại sản phẩm này. Nếu không bán cho những thương nhân từ Trung Quốc sang, thì họ cũng chỉ bán cho những đầu mối thu mua của Hoa Kiều chợ lớn. Cứ mỗi mùa hội cá đường, các đầu nậu ở thành phố Hồ Chí Minh tranh nhau tìm về đất mũi đặt cọc thu mua, đem về bán cho các nhà hàng tàu ở chợ lớn. Họ còn bán qua Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan với giá đắt gấp nhiều lần so với giá thu mua của người dân. Thời điểm đó, bong bóng cá đường một loại có mức giá khủng khiếp, một cặp bong bóng cá nặng 1 kg có giá hai lượng vàng 24K, loại hai ba cái 1 kg giá 1,5 lượng, loại ba bốn cái 1 kg 1,2 lượng vàng loại dạt tức nhiều cái giá 0,8 lượng vàng 1 kg. Ngoài ra còn có giá riêng cho loại bong bóng có tuổi, càng nhiều năm tuổi giá càng cao. Hiện nay bong bóng cá đường đang được trao bán mức giá 4 triệu đồng một ký, loại đặc biệt lên đến 10 triệu đồng một Bắt được con cá lạ như giác vàng, người đàn ông đổi đời trong phút chốc. Quý vị thính giả thân mến, thế dưới sông bỗng nhiên rẽ sáng kỳ lạ. Một người dân người Đài Loan không ngờ khi thả lưới kéo lên lại bắt được một con cá cực kỳ lớn. Con cá này có hình dạng gần giống như một con cá chép hóa đá, nhưng đặc biệt nó không hề có vảy mà lại như được giác vàng trên da, khiến ngư dân không thể tin nổi vào mắt mình. Thấy kỳ lạ, người dân này liền trao con cá đến viện nghiên cứu và được biết sự thật là con cá này chính là cá giác vàng 24 carat nguyên chất. Biết được cá vàng kỳ lạ xuất hiện trên sông, rất nhiều người dân đã đổ xô đến chiêm ngưỡng và thậm chí ngỏ ý muốn mua lại để cầu may mắn. Tuy nhiên, chú cá kỳ lạ giác vàng toàn cơ thể này vẫn được lưu giữ tại Viện Bảo tàng Quốc gia. Bắt được rùa 200kg, thương lái trả 150 triệu, người miền Tây không bán chỉ muốn thả ra. Quý vị thân mến, ngày 9 tháng 4, lão ngư 63 tuổi Phạm Văn Tren, ngụ ấp Phước Lý, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cho biết, gia đình ông đang tạm nuôi một con rùa biển nặng khoảng 200 kg do con trai ông là Phạm Văn Toản lưới bắt được. Con rùa biển này được nhiều người hỏi mua, trong đó giá cao nhất hiện tại là 150 triệu đồng do một người đàn ông đến từ tỉnh Tiền Giang đưa ra. Tuy nhiên, ông Tren không bán mà chỉ hy vọng nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng chi phí nhiên liệu và sửa miệng lưới cào bị con rùa biển này làm rách. Tôi hành nghề lưới cào gần 40 năm mà vẫn chưa từng thấy con vật nào to lạ như con rùa này. Tôi cũng không biết chính xác nó tên gọi là gì. Chính quyền vận động tôi thả thì tôi cũng chịu thả, nhưng gia đình tôi cũng khó khăn lắm. Tôi cần hỗ trợ 20 triệu đồng tiền lưới, nhiên liệu đánh bắt. Hơn nữa, có chính quyền phụ thả nó mới an toàn chứ tôi mà mang đi thả thì ngư dân khác cũng tìm cách đánh bắt trở lại mà thôi. Theo ông trên là vào sáng ngày 6 tháng 3 năm 2018, con trai ông là anh Phạm Văn Toản, 38 tuổi, đánh lưới cào khu vực cửa sông hàm luông địa bàn huyện thành phố bến tre thì phát hiện là con rùa biển này nằm ở trong lưới ngay sau đó anh toản đưa con rùa biển này về và phải nhờ đến sự giúp sức của năm lực điền khác mới vác nổi con rùa từ sông lên nhà được sau khi biết gia đình ông ren đang giữ con vật lạ mỗi ngày có hàng trăm người từ khắp nơi hiếu kỳ đến xem ông nguyễn văn đoàn chủ tịch ủy ban nhân dân xã khánh đông cho biết là sau khi nhận được thông tin trên xã đã đến vận động gia đình ông ren không bán rùa mà nên tạm giữ lại tại nhà và chờ sự hỗ trợ để thả con rùa biển này về với tự nhiên Ông Đoàn cho biết, chúng tôi cho rằng 90% con vật này là con vít, tức rùa biển, nhưng vẫn đang chờ ngành chuyên môn đến xác định cho rõ. Đồng thời cũng đã kiến nghị ngành chức năng xem xét hỗ trợ về chi phí chuyến đánh bắt cho gia đình ông Trên. Thưa quý vị, ông Chu Khánh An, cán bộ công tác tại Bảo tàng Hải Dương Học thuộc Viện Hải Dương Học Việt Nam cho biết, theo quy định trong sách đỏ Việt Nam, các loài rùa biển nói chung đều nằm trong danh sách loài sinh vật được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu người dân đánh bắt được, phải thả chúng trở lại tự nhiên. Trường hợp đã mang về thì phải cho phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn tại địa phương chứng kiến việc thả sau đó, và người dân đó sẽ không được hỗ trợ chi phí. Chơi ngông, đại gia Thái Bình giác vàng cho chậu cây xanh cổ khách trả 10 tỷ không bán. Thưa quý vị tính giả thân mến, cây xanh cổ có dáng đại thế vân tùng, trồng trong phần bể cây được giáp vàng xuất hiện ở triển lãm sinh vật cảnh Hải Hậu Nam Định sáng ngày 25 tháng 8, cây xôn xao giới chưa cây cảnh. Chủ sở hữu ban đầu của bể cây là ông Nguyễn Văn Oai quê ở Thái Bình, ở triển lãm nhiều người đã tận mắt thấy lớp vàng lóng lánh quanh thành chậu cây cảnh quý. Một clip với thông tin những người thờ giác vàng cho bể cây cảnh cũng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, ghi lại công đoạn cây xanh đại thế Vân Tùng được ba người phụ nữ giác vàng phân bể. Người hàng xóm của gia đình ông Oai nói, sau khi mà cây được mang đi dự triển lãm sinh vật cảnh, một đại gia ở Vũng Tàu đã mua toàn bộ cây với giá 10 tỷ đồng. Nhiều dân chơi cây cảnh cho rằng đây là hành động chơi ngông của ông chủ cây. Có ý kiến cho rằng đây là việc giác vàng bể cây cảnh là thể hiện sự hoang phí vì đây chỉ là một chậu cây bình thường nên không nhất thiết phải tỏ vẻ giàu sang bằng cách này. Cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ. Theo ông Ngọc Thoang, chủ nhà vườn cây cảnh ở Văn Giang, Hương Yên, đây cũng là điều bình thường không có gì đáng ngạc nhiên. Đồng quan điểm trên dân chơi cây cảnh Đỗ Xuân Cường là cường hòa sĩ, cho rằng việc giác vàng vào bể cây cảnh cũng là điều bình thường. Ông Cường cho hay, dát vàng vào bể cây cảnh thì cũng bình thường thôi, người ta có tiền thì người ta làm. Mặt khác, dát vàng vào bể cây cảnh như vậy cũng không tốn bao nhiêu vàng đâu. Theo dân chơi cây cảnh này thì trường hợp dát vàng vào bể cây, đây là trường hợp đầu tiên trong làng cây cảnh làm như vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.